cái đầu, cái đầu đó. Rồi sẵn đó. Cái đầu không? Thì mình lửa bên kia lửa quá hả? Hàng hồ mái nên là được không được đi kế vậy? Hàng mát thì mình cứ mình con mình nhăn cho khỏi cam loạn đi. Cái hàng mát là rõ. Ấy là cái này là thời gian bao lâu rồi chứ là thì cứ một lứa với bên kia. Một lứa bên kia nè. Nó biết con tê có cái loại con rán nè, có đà rán. Một đống heo đụng chi vi bắt tơ. Quan trọng không? Có ít có nữa. Có khô à? Có mồi có tư có biển hết á. À, ít à. Xong ăn gì vậy? Nếu có câu làm sao ăn gì vậy? Con ăn nhiều mà có này cái thì ăn bột cũng được, ăn bột không cũng được. À. Mà đợt kia đầu là nó giờ mình muốn thúc cho nó lên ăn mạnh nè. Và cái tội cho nó ăn mạnh. Do cái biết có này bị thời tiết. Thời tiết. Lạnh mà mình cứ tách à. Ngày 1 tháng 11. Lạnh nhiều quá rồi nó cái phát triển giờ phải thúc cái này. Cái này motor là anh chua hả? Đó, hai chân đó. À, có bên kia cái nữa. So so. Hai cái thôi à? Hai cái. Ông so chạy ống vô thôi à? Chạy ống thôi. Mùa nước đi nó hơi bị yếu vì đá cọt quá sao tôi đeo như thế giờ được coi cũng cần.